Phước Lộc Thọ hôm nay. Buổi tối Chủ nhật thật là đẹp trời, thật là mát mẻ. Chúng ta hãy cùng san sẻ tình thương với những đồng hương Việt Nam kém may mắn hơn chúng ta. Và các quý vị đến ghi danh với hội Hiến Tỷ Á Châu, trước bàn bên phải sân khấu, chúng tôi lúc nào cũng trông chờ bàn tay của quý vị đến để ghi danh. Hãy mở rộng vòng tay nhân ái san sẻ tình thương, cứu giúp những đồng hương Việt Nam kém may mắn hơn chúng ta mang chứng bệnh ung thư máu. Một lần nữa rất mong tấm lòng vàng của tất cả quý vị hãy đến với chúng tôi hội Hiến Tỷ Á Châu để chúng ta cùng làm việc từ thiện để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi lời cơ duyên xưa còn hay mất. Mai thương ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? Ngày xưa đó ta hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi mấy năm qua rồi. Em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ. Anh xin chép nên tôi vào những đêm buồn.